Đây, bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp phần kem xoài. Kem xoài mình cũng làm giống kem dâu, các nguyên liệu giống y hệt, chỉ khác một chút xíu là chúng ta dùng siro xoài và mứt xoài nha. Thì ở đây nguyên liệu kem xoài là chúng ta có sữa tươi 500ml, bột kem sữa dừa peanut 200g, siro xoài 200ml, mứt xoài 100ml, kem béo rít 400, muối ăn 1.5ml, nước tạo màu vàng 1ml. Đây, bởi vì khi mình dùng siro xong thì cái màu vàng nó không đủ nên chúng ta sẽ mua cái chai này nha. Chai này là nước tạo màu vàng thì mình chỉ cần dùng 1ml là chúng ta tạo được màu vàng cho xoài. Tiếp theo, nước lọc 1 lít là chúng ta, và cách làm giống như dâu, chúng ta ra được kem xoài. Giá vốn của kem xoài cũng tương đương với giá vốn của kem dâu. Mấy anh chị ha, mình có thể làm bằng công thức phiên 3 là công thức như vừa đọc. Còn nếu công thức bột làm kem, mình chỉ cần mua cái gói bột xoài, gói bột làm kem vị xoài, mình pha với 2 lít rưỡi nước thì chúng ta lại có kem xoài theo công thức mà bột làm sẵn. Rồi, tiếp theo là Nhi sẽ hướng dẫn công thức kem Việt Quốc. Thì công thức kem Việt Quốc cũng giống kem dâu, chỉ khác một điểm là chúng ta đổi cái siro dâu, mứt dâu thành cái siro của Việt Quốc và mứt Việt Quốc thôi. Và lưu ý ở đây là Nhi đang dùng siro và mứt của Golden Farm, thương hiệu Golden Farm. Rồi, ở đây Việt Quốc của mình thì công thức là giống hết. Là sữa tươi 500, bột sữa dừa peanut 200, Việt Quốc, siro Việt Quốc 200, mứt Việt Quốc 100, kem béo rít 400, rồi muối 1.5ml, và ở đây chúng ta có nước lọc 1 lít, rất là giống luôn. Và giá vốn cũng tương đương 1.900-2.000 một cây kem theo công thức của Học viện Thanh Chí Bình 3. Còn nếu anh chị nào muốn làm Việt Quốc theo cái gói bột mua sẵn ngoài thị trường thì mình mua gói bột kem Việt Quốc kết hợp với 2 lít rưỡi nước thì chúng ta ra được kem Việt Quốc theo công thức bột làm kem sẵn nha. Còn đây là công thức làm theo Học viện Thanh Chí Bình 3 thì nó sẽ ngon hơn. Rồi, tiếp theo là kem chanh dây. Kem chanh dây thì cũng giống như kem dâu, y hệt. Mình chỉ có thay thế cái phần siro dâu thành siro chanh dây, thay mứt dâu thành mứt chanh dây và thêm cái màu vàng vào cho nó đủ màu vàng. Thì ở đây chúng ta có kem chanh dây, sữa tươi 500ml, bột sữa, bột kem sữa dừa 200g, nước tạo màu vàng. Đây, mình cũng dùng nước tạo màu vàng loại này luôn. Nước tạo màu vàng 1ml, siro chanh dây mình sẽ dùng 250. Siro chanh dây mình dùng nhiều hơn các cái siro khác bởi vì cái mùi nó lên ít nha. Siro chanh dây 250, mứt chanh dây 100, kem béo rít 400, muối ăn 1.5 và nước lọc 1 lít. Giống luôn, chỉ khác là đổi cái siro và đổi mứt thì chúng ta có được cái phần kem chanh dây theo công thức Học viện 3.3. Giá vốn thì nó cũng 1.800-2.000 bé chị nha. Bây giờ chúng ta tới kem vải cũng vậy luôn. Nhưng mà kem vải thì khác một chút là những cái kem khác. Mình đều dùng kem mứt và siro của Golden Farm. Nhưng mà riêng vải thì mình phải dùng là siro vải Đinh Phong thì nó mới ngon nha. Ở đây là cái nào mà Nhi thử mà ngon rồi thì Nhi mới đưa vào lớp học để giảng cho mình. Thì công thức kem vải giống dâu, chỉ khác là đối với kem vải thì chúng ta không dùng mứt vải mà chúng ta chỉ dùng một mình siro vải Đinh Phong là đã đủ rồi nha. Thì ở đây chúng ta có công thức sữa tươi 500, bột kem sữa dừa peanut 200g, siro vải Đinh Phong 160ml, kem béo rít 400, muối ăn 1.5ml và nước lọc 1 lít. Giá vốn 1.500 một cây. Đó, kem vải khá là rẻ nha mấy chị. Một cây là như vậy nè. Nãy giờ Nhi đọc giá vốn là theo cây này nha, là một cây kem của vải là 1.500. Vậy thì như anh chị Nhi sẽ tóm tắt lại một chút xíu. Dâu trên dây Việt Quốc xoài thì chúng ta sẽ dùng siro và mứt của Golden Farm để mình làm món. Còn riêng cái món kem vải chúng ta sẽ dùng siro của Đinh Phong và làm theo công thức Học viện Hoa Chế Minh Ba, theo như công thức mà Nhi vừa mới đọc. Nếu anh chị mình nghe không kịp thì chúng ta sẽ tua lui cái phần bài học để mình nghe lại một lần nữa trước khi mình làm nha. Để đảm bảo là chúng ta không làm sai công thức thì kem của mình mới ngon được. Ngoài cách làm kem tươi,
làm kem trái cây bằng bột làm kem peanut vẫn được nha. Thì mình sẽ mua gói bột làm kem peanut, mình muốn hương nào thì mình mua hương đó, rồi dùng 1 kg bột làm kem peanut thì mình kết hợp với 2,5 lít nước, khuấy đều và cho vào máy làm kem. Thì như vậy là chúng ta đã vừa hoàn tất xong các cái món kem về trái cây rồi. Chúc anh chị sẽ thực hiện chuỗi kem trái cây thành công. Hẹn gặp lại trong món kem trà sữa và kem hương vani sầu riêng nha.